Xin chào các bạn. Hôm nay là sắp tới ngày Thanksgiving ở Mỹ rồi, thì đa số người ta sẽ ăn lễ Thanksgiving này với lại turkey. Nhà mình thì được tặng hai con turkey nhưng mà mình không có thích nấu nướng với turkey, ngoại trừ mình đem ra mình lấy cái ức của nó để mình làm chả. Chả turkey ăn rất là ngon luôn, không hề nghe cái mùi turkey, bởi vì mình có bỏ cho tiêu. Còn nếu các bạn có thích nữa thì các bạn có thể bỏ tỏi vô, nhưng mà mình thấy tiêu nó đủ xóa cái mùi turkey rồi. Với lại thịt ức á, nó cũng không có nặng mùi lắm. Đây mình sẽ chia sẻ cái cách thức của mình làm. Thì turkey á, mình đem ra mình chỉ lấy hai cái ức, hai con ức con gà turkey to bự á, thì cỡ chừng ra là cỡ chừng 7-8 pound vậy đó. Mình lấy một nửa thì nó khoảng là 3.5 pound, tương đương với 1,6 kg. Thì mình đem mình cắt ra vụn 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 ra từng khoảng chừng 2 cm khối vậy đó, 2 cm mỗi cạnh của cái khối vậy, như vậy. Xong rồi mình bỏ vô cái bao sạch, mình trải dài ra một lớp mỏng, một lớp thôi, để mình bỏ lên một cái vỉ, mình bỏ vô đông lạnh. Thì khoảng cỡ 2 tiếng đồng hồ mình lấy ra, nó vừa cứng cái viền chung quanh sơ sơ thôi cũng được. Mình làm mục đích mà làm như vậy là để khi mình xay lên cái ma sát nó tạo ra, nó không làm cái thịt mình chín. Chứ còn nếu các bạn mua ở thịt ở tiệm người ta xay sẵn thì làm dễ thành công hơn là máy xay ở nhà mình, vì công suất ở tiệm thì máy nó lớn. Còn cái máy của mình làm rất là kỹ nhưng mà nó vẫn bị cúng vô trục. Mình mua cái máy này là cỡ mấy tháng rồi. Mình nhà mình đã có hai cái máy rồi, cái 7 cấp, cái 14 cấp, thì mình mua thêm cái 16 cấp này. Cái hiệu review là mình nghĩ rằng nó công suất mạnh thì nó không có bị cúng trục, nhưng mà lát bạn xem nó vẫn bị cúng trục, mặc dù mình theo sát nút là mình chỉ đổ thịt ở dưới cái mức quy định, cái gọi là cái mass. Bạn thấy chữ mass của Martin Liquid á, tức là nước là chất lỏng mà sơ sơ á, chỗ ngay cái tay của mình đó, bạn thấy là, nhưng mà nó vẫn bị cúng. Thì mình bỏ vô, mình chia ra làm 2-3.5 pound đó, mình xay thịt không ngày, chưa bỏ gia vị gì hết. Thì mình xay cái đầu tiên á, mình xay được 2 phút nó không có ngừng máy. Cái batch thứ nhì là cái mình chia ra làm 2 lần. Lần thứ nhì á, mình xay tới 1 phút rưỡi thì máy bị đứng, là nó báo mình là nóng rồi, nó không có chạy tiếp được nữa. Mặc dù mình xay máy ra công suất mạnh vậy chứ mình cũng phải rờ nó. Nếu mà mình cảm thấy hơi ấm lên là mình nghĩ mình phải múc thịt ra, mình bỏ vô tủ lạnh lại, đông lạnh lại cho nó lạnh. Đó, coi như là mình phay xay 1 phút rưỡi rồi á, thịt mình lấy thịt ra. Bạn thấy không? 1 phút rưỡi mà mình đổ chỉ có một, bạn thấy cái chữ mass thin liquid, còn ở trên nó là mass thin thick, tức là loại đặc hơn á, mà mình chỉ bỏ xuống một cỡ một bao 7, một bao 8 mà nó cũng bị vô giữa. Thành ra mình phải cẩn thận cái này, chứ bạn xay mẫn vô giữa như vậy, thứ nhất là máy nó nặng, có thể hư máy. Cái thứ hai nữa, bây giờ mình phải móc ra hết rồi mình bỏ cái khác mình vô xay lại. Mình khi mà nó bị ma sát mạnh, nó máy nó nặng thì ma sát nó càng mạnh, thì nó sẽ làm thịt mình bở ra. Là bạn làm cách gì nữa thì chả vẫn bị bở. Ngày xưa người ta làm chả, người ta chỉ giã thôi, không có bỏ cái baking powder gì hết, mà thịt nó vẫn dai. Cho nên bạn không phải là vì cái vấn đề mà mình bỏ trộn nguyên liệu như thế nào, mà quan trọng là cái cách xay như vậy thôi. Đây là cái batch thứ nhì, cái nhã, gọi là cái nhã là cái gì, cái lần thứ nhì đó. Bạn thấy chữ mass thin liquid, cái mình chiếu gần cho bạn thấy đó, là mình để dưới cái đó mà nó vẫn bị à. Đó, bây giờ là 40 giây, cũng hay. Lần thứ nhì nếu mà xay được có 1 phút rưỡi là máy nó đứng lại. Cái này nó có hệ thống á, nếu mà nó cảm thấy nóng quá rồi á thì tự nó lóc lại, nó không có cho mình xay tiếp. 1 phút lẻ 7, 11, 12, 14, 15.
nó thấy cỡ 130 lịch, mình chưa kịp bấm, mình để sẵn cái tay, tại mình thấy máy nó giật quá. 1 tới 25 là nó tự nó dừng lại, 1 phút 25 giây là tự nó dừng lại, bởi vì nó nóng sẵn của cái đợt trước rồi đó. Thành ra đợt trước mình xay được 2 phút, bạn thấy không, cũng quấn vô một cục vậy đó. Cái này làm máy rất là nặng. Rồi xong thịt xay xong mình để bỏ vô tủ lạnh, để bạn bỏ vô đông lạnh cũng được, nhưng mà cũng không cần thiết. Bây giờ mình xay xong rồi thì bắt đầu mình hòa những cái chất gọi là gì hả, để mà mình trộn vô, thì mình xài 5 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh dầu ăn, 4 muỗng canh bột năng. Nói chung là cái bột starch nào cũng được, bột starch này bỏ vô là để thêm dai thêm cái chả mình. Có nhiều người bỏ rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ bỏ trung bình. Mình xài cái loại double baking powder chứ không phải single. Bạn xài single cũng được mà không bắt buộc. Nếu không có cái loại single baking powder mình xài, mình ở Mỹ là đa số họ bán là toàn là double baking powder không à. Mình xài 14 muỗng canh nước lạnh, trung bình là 1 pound mình xài 4 muỗng nước lạnh vậy đó. 4 cái muỗng cà phê đường, thực ra là 3 muỗng rưỡi mình xài, nhưng mà mình nói bạn 4 muỗng luôn đây. Rồi thì tiêu thì bỏ vô cho nó thơm. Rồi mình sẽ xài 2 muỗng rưỡi cà phê double baking powder. 2 muỗng rưỡi này mình cân lên đó, mình thấy là 11 gram. Mình bỏ cái double baking powder này vô sau cùng là để cho nó khoan tác dụng á, để từ từ rồi cái mình, tại vì cái loại này là nó, nếu mà các bạn bỏ nhiều vô á, nó có 2 cái bất lợi. Cái thứ nhất á, bạn ăn miếng chả nó sẽ bị chát. Cái thứ hai nữa, nếu mà bạn gói trong lá chuối á, nó sẽ bung lá chuối lên, bởi vì nó cái loại double baking powder nó có 2 lần nở. Cái lần khi mình hòa vô với thịt là nó sẽ làm xót thịt lên hả, rồi khi mình nấu á, nó sẽ, mình nấu nướng nói chung là nó sẽ nở lên lần nữa, mà khi nở trong lúc nướng như vậy là nó sẽ bung cái đồ gói của mình. Cho nên mình bỏ vừa thôi, vừa ngon. Mình nên ghi nhớ là nó không cần thiết bỏ baking powder, chẳng qua là vì mình mua thịt ở đây toàn thịt đông lạnh, thành ra mình phải xài. Con turkey này cũng đông lạnh, rồi mình rã đá nó ra, rồi mình làm nó, rồi mình bỏ đông lạnh lại, thành ra thịt nó không phải là thịt tươi như hồi ở Việt Nam. Bạn thấy khi mình bỏ thịt vô á, mình lấy ra từ cái máy food processor, cái máy xay thịt rồi á, thì mình bỏ thẳng vô trong cái tô của cái máy, cái mixer này, KitchenAid mixer này. Thì cái mixer này mình xài cái gọi là flat beater, là giống như cái đồ chèo thuyền dẹp dẹp á. Mình sẽ bỏ thịt với lại cái đồ ướp nó hết vô. Mình đánh cái tốc độ, mình trộn tốc độ số 2 cỡ 3 phút. Rồi mình dặn lên tốc độ số 4, 3 phút là nó vừa đủ rồi, không cần đánh lâu. Tại vì cái này á, mình đánh như vậy là 6 phút là bằng đánh nhồi, mình đánh tay cả tiếng đồng hồ. Mà thực sự ra cái này mình cũng không phải là cần phải đánh dữ đấy. Nước á, là tùy theo tình trạng của thịt mà mình bỏ nhiều nước hay ít nước. Ví dụ như là thịt gà thường á, ức gà thường thì nó nhiều nước hơn cái thịt gà mà turkey này. Thành ra bạn lượng chừng mà bỏ, thì công thức này mình bỏ là 1 pound thịt, tức là 450 gram á, là khoảng là 4 muỗng cà phê nước. Rồi, mà đánh xong mình lấy ra mình coi ra, bạn coi thịt đó. Thế như vậy là nó đủ dẻo rồi. Cái làm nhiều người làm mà nói sao thịt mình nó bị nó làm ra nó không có được dai á, là do cái xay là quan trọng nhất. Cái xay thịt mình máy nóng lên là rồi á. Đây mình dặn lên số 4 mình đánh tiếp đó. Đánh tiếp 3 phút nữa.
Khi mình lấy ra mình thì mình mình cho vô chút xíu dầu để cho nó cái mặt nó láng láng dồn nó đẹp đẹp chút thôi chứ cũng không cần thiết. Rồi mình đã dậy đó thì trong khi mình sắp xếp lá rồi chuẩn bị những đồ khác thì mình đem bỏ nó vô tủ lạnh. Bạn thấy cái thịt turkey này á, nó cũng là giống như thịt gà nhưng mà nó lại màu đỏ, trong khi thịt gà của mình là màu trắng. Bây giờ thì mình đem cái thịt đó mình chia ra làm 4 phần, thì trung bình mỗi phần á là cỡ là 500, từ 500 tới 520 g. Mình chia ra nó ra làm 4 phần. Hai phần á thì mình làm nướng thẳng luôn, làm như cái trái banh. Thực ra nó cũng như trái banh, nó giống như cái gọi cái dish à. Nó giống như cái dĩa cho dĩa vậy đó thôi. Mình bỏ vô mình nướng. Nướng thẳng luôn trong cái air fry, mà cái loại Voltex này nó giống như là cái oven luôn. Mình bỏ vô mình lót miếng giấy, không lót cũng được, không lót thì có nhiều khi nhỏ nhỏ xuống ở dưới á, mình mất công mình chùi thì mình lót nó chứ cũng không bắt buộc. Rồi đơn giản, bạn thấy rất là đơn giản. Và mình làm hai cách, một cái là mình gói lá chuối, mình bọc một cái giấy nhôm mình gói. Bây giờ mình nướng á, mình để hai mình lúc đầu mình chọn 25 phút chứ thực ra mình chỉ nướng 18 phút là mình thấy nó vàng là nó chín. Trong 18 phút á, thì khoảng 9-10 phút á, mình lật nó lại, kéo ra, mình lấy giấy ra, mình lật cái miếng đó lại, mình nướng thêm. Cái máy này nó báo mình khi nào lật, ví dụ mình set 10, hồi nãy mình set 25 chứ thực ra cần có 18 phút à, thì nửa đường á, nó sẽ báo cho mình turn, nó nói là turn thì mình kéo nó ra, còn không thôi mình nhắm chừng ví dụ như là 18 phút thì cỡ 9-10 phút là mình kéo ra mình lật nó thôi. Đến khi mình nướng nó thấy nó vàng hết á, bạn thấy nó vàng, nó bằng căng như vậy hả? Nhưng mà khi mình lấy ra mình để chặt á, là nó xẹp xuống, nó nhăn nheo mà không có sao, nó nhăn kệ nó. Bởi vì mình xài double baking powder khi nướng á, là mình biết nó sẽ căng lên thôi rồi nó sẽ xẹp xuống. Cái chuyện đó là chuyện tất nhiên. Bạn thấy nó xẹp ngay trước mắt mình luôn á đó. Rồi từ từ rồi cái mình cắt ra bạn coi. Và mình lát mình sẽ so sánh cho bạn thấy rằng giữa hai cách đó, bạn thấy bây giờ nó nhăn nheo vậy đó. Cái loại cái nướng thẳng như vậy á, nó không làm khô miếng thịt đâu, bởi vì cái lớp lớp ngoài chung quanh đó nó bọc lại, nó làm cái dai dai ở ngoài, ăn cái dai nó cũng được chứ không có phải, mà ngoại trừ ông già bà già không có răng thôi, chứ chứ ở phía trong nó vẫn là gọi là juicy, là cái gì hả, là ướt á, không phải chữ ướt cũng chưa diễn tả nổi, phải không? Nó bẻ cong lại không hề bị nứt gì hết, rất là dai, rất là dai vừa chứ không phải dai như giờ như là cao su luôn. Bây giờ mình cắt nhỏ ra để mình ăn thử các bạn coi. Nếu các bạn thích bỏ tỏi vô thì có thể xay tỏi bỏ vô. Đó, ngon chưa? Nó thực sự ngon chứ không phải mình làm là mình nói mình ngon. Nếu mà dở mình không dám nói, mình không chê dở mà mình không có nói nó ngon. Cái này là nó ngon thiệt. Mà bạn thấy cái lượng đường mình xài ít á, các bạn có thể thêm lượng đường, thêm lượng bột, đó là hai khoảng trống ở trong cái công thức của mình. Mình xài ít bột và mình cũng xài ít đường. Mình cứ tuần tự mình làm cái này, cái mình nướng, trong khi chờ đợi nướng thì mình cắt ra mình ăn thử cái đầu. Đó, cứ bốn cái đó mình bếp nó vẫn chạy tiếp tục. Bây giờ thì xong bếp đang nướng cái trái banh thứ nhì thì mình bắt đầu mình gói cái thứ ba, là cái mình gọi cái ống dài á, cái đòn chả dài bình thường của Việt Nam mình á, thì mình lấy cái bao này mình cuốn nó làm cho lẹ thôi. Xong rồi mình bọc vô lá chuối để cho nó thơm mùi lá chuối. Thực ra theo mình thấy á, nếu mình làm, bởi vì mình làm công thức thì mình phải làm vậy thôi, chứ còn mình á, không cần gói lá chuối. Lá chuối nó cũng không có thơm bao nhiêu, mà mình phải gói lá chuối rồi á thì mình phải bọc thêm cái giấy nhôm, rồi bọc thêm giấy nhôm vô nữa á. Mình nướng phải tăng thêm một cái, ví dụ cái kia mình nướng 18 phút thì cái này phải nướng 24 tới 26 phút nó mới chín. Và cái thứ ba nữa mình cảm thấy nha, không biết các bạn khác sao,
cái miếng chả mà mình nướng thẳng nó dài hơn cái miếng chả mà nướng bọc như vậy. Mình không hiểu lý do sao mình cảm thấy như vậy. Rồi đó, sau khi có lá chuối xong thì mình bọc sơ nó để cho nó khỏi nếu mà cái nước nó chảy ra nó không bị mất nước á, mình giữ cái nước ngọt của thịt lại thôi. Đơn giản như mà mình thấy, như bạn thấy mình làm như vậy rất là lạ luôn. Rồi bỏ vô nướng thì mình nướng nhiều hơn, nướng tới 26 phút á, mình để 18 phút như vậy là cái hồi nãy á, rồi mình chọn lên lại 20 phút. Mà tại vì đây là lần cái mình nướng đợt thứ nhất của cái đó, mình chưa xác định được. Mình để 20 phút như vậy, hồi nãy thì bạn thấy mình để có 18 phút cho cái loại cái dish kia thôi, còn cái này là 20 phút mà chưa chín thì mình phải tăng thêm 6 phút nữa, thành ra tổng cộng là 26 phút. 26 phút lấy ra đó bạn coi, đó, nó tròn ẩm như vậy đó. Mình chờ nguội rồi mình với nghĩa là nó đã xẹp xuống rồi đó. Cái này là cái trái banh thứ nhì, còn cái đòn chả thứ nhất. Rồi đây là đòn chả thứ nhì luôn, lấy ra luôn, mở ra coi như là mình là bốn cái, hai cái trái banh đó với là hai cái ống, hai ống thì mình gói. Bây giờ đó bạn coi, nó cũng không ngon hơn mà nó lại tốn thời giờ hơn, tốn nguyên liệu hơn. Bạn thấy nó cũng juicy cũng đồ. Cắt thử một miếng. Cái này mình bóp không có chặt, nó có nhiều cái lỗ mà cũng không sao, lỗ chứ cũng không sao. Mình cho chạy nhanh chút chứ mấy cái này cũng không cần thiết á. Các coi như các bạn thấy cái hình dáng của nó như vậy ra là nhìn cũng ok. Rồi ngó lại lần cuối, rồi coi như là trước khi người ta nướng còn thì mình cũng nướng, nhưng mà mình nướng sau cái chế biến mình làm ra chả, mình ăn nhiều với món bánh bánh chả lụa, làm như là mình ăn với bánh ướt, ăn đủ thứ, bún bò hay là cái gì cũng được. Coi như là công thức của mình làm tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.